cực khởi luôn. 384, 399k mà còn có 184k thôi. Ôi, 184k. Thôi, cái này 1000 áo. 1000 áo, 1000 suất, 4 màu. 1000 áo 4 màu, tính ra là mỗi màu là 250 cái thôi nhá. Đấy, 250 cái một màu. Đẹp không? Đẹp thật đấy. Đấy. Tí nữa là... mà cái này màu áo không mang về được. Đẹp thật đấy. Mang về rồi, mai mốt lại lấy. Bỏ đi, đi kiếm lá đi. À, đeo rồi. Đi đường đeo càng ngày càng sáng nhỉ. Cái chén bạc này từ lúc ấy giờ cứ đeo ra là... Đi ra ngoài đường, đi đường khách. Khách đề nhá. Không quên ra ngoài đường, bỏ cái này nhà. Không quên đi ra ngoài đường ấy. À, thì về nhà mới đeo. Dạ dạ. Sờ chơi đâu kìa. Idol, lại đây. Đi lại đây. Nhanh lên. Đứng sau này. XS SMLXL. Đây, như mình mang quần shop đây. Đấy, phối đồ cực kỳ đẹp. Little mang quần dài đây. Nhìn rất là, nói chung là đơn giản mà đẹp. Đơn giản mà đẹp. Chứ không phải đơn giản anh yêu em nữa. Đơn giản mà đẹp. Đơn cái mẫu áo này là đang là cái mẫu áo là bán được, bán số lượng nhiều số nhất, lượng nhiều nhất. Ủa, từ trước tới nay của bên Quang Store tầm đâu đó là 70 mấy nghìn lượt bán rồi. Áo basic ấy rất dễ mặc. Dễ phối đồ, nam nữ đều mang được. XS SML, XS là dành cho nữ, dành riêng cho nữ nhá, còn nam ấy thì S là trở lên, S đến XL. XS thì tầm 45 cân trở xuống mang thoải mái. Rồi, hiện tại đang ghim ủi giá có 74k một chiếc. Mà 95% là cotton, 5% là spandex. Đấy, rất là tuyệt vời. Các bạn chỉ cần bỏ ra đâu đó là hơn 600.000 thôi đã mua được 4 chiếc rồi đúng không? Hơn 600.000 thôi. Hơn 600.000 thôi mà đã mua được 4 chiếc rồi. 4 chiếc rồi, thay đổi cả ngày. Ngày nào cũng thay, cả ngày đi ra đi. Bình thường là... Làm gì đây? Bình thường là... Trở lại đâu, trở lại mà. Trở lại mà, hôm nay trở lại mà. Đi ra đây trở lại ngồi đây. Trở lại phải ngồi đây mà. Ngồi đây để trở lại mà. Lôi. Chán rồi, dần thôi. Chợ Lai phải ngồi đây cơ mà. Nó không về Việt Nam để cho chú Linh Đồ làm, chú Linh Đồ về. À, chú Linh Đồ về đi. Bữa nói là hai chú cháu làm để về Việt Nam. À. Nhưng mà mới Linh Đồ làm. À. Mới Linh Đồ làm thì để cho. Thế để Đồ gọi về. Điện nhá. Còn 600 suất nhá. Còn 600 suất nữa rồi. 600 suất. Cả nam cả nữ nhá. Alo. Alo. Làm cho giấy tờ Linh Đồ về Việt Nam nhá. Ok ok. Ok. Okay. Đi ra đi, đừng có làm. Lượn đây, lượn đây. Ok, ok, ok. 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 Chào, mày nhìn vào kia kìa. Đâu với là Linh Đồ sẽ về Việt Nam nha. Chào Việt Nam. Chào Việt Nam. Chào Việt Nam. Vỗ tay đi. Nói to lên. 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 Phong chào đi. Chào Việt Nam. 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 Ok. Quá đẳng cấp du, quá đẳng cấp luôn. Đấy, là một trong từ đấy. Nếu mà tính cái tuổi đời sau này mà gọi là cái thời gian đi xin việc ấy là bán hàng lúc mới 1 tuổi. Dạ. Có kinh nghiệm 19 năm bán hàng ấy. 20 tuổi mới xin việc. 20 tuổi xin việc thì có 19 năm kinh nghiệm bán hàng hôm nay. Ok chưa Dô? Ok. 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 Ok, còn 600 suất áo nữa thôi nhá. 600 suất áo với giá là bao nhiêu ạ? 174k. Giá này mới là 339 mọi người nhá. Nên là tranh thủ mua đi. Những cái fan line như này thì hầu hết là cái giá đấy là giá tri ân. Còn 324 suất nữa thôi. Chứ áo để mà nói về giá mà 174k cho một con basic mà 95% là cotton, còn 5% là spandex thì ngoài thị trường không có một cái giá mà 175 được. Hôm nay like thì mình coi như là tri ân cho cả nhà mình. Và về chất lượng áo và lượt bán áo ra, lượt đánh giá của khách hàng quá là cao. Nên là mọi người cứ yên tâm.
cứ yên tâm mà sử dụng, cứ yên tâm mà mua. Đấy. Rồi. Đã mua 169k. Ui, giá hơi đấy. Chỉ có nếu bỏ ra là 696k là đã mua được 4 chiếc áo như này. Đúng rồi. XL 696k. XL 95 cân mang vừa nhá. 95 cân đổ về mang vừa XL. Có 4 màu thôi, màu đen và màu trắng như mình với Linh Đồ đang mang đây. Và màu nâu, màu came. Đấy, rất là đẹp. Đẹp, đẹp quá, đẹp, đẹp 72kg lấy em size L nhá. 72kg lấy em size L. 70kg lấy em size L nốt. 78kg lấy em size XL cho nó thoải mái. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, bây giờ còn bao nhiêu suất nữa nhở? Ui sao lại giá 174 mình thấy quá là ơi luôn, sao lại ít người mua thế nhở? Mua con áo này đi, ngoài thị trường mình thẳng định với mọi người không có cái giá đấy đâu, không có giá đấy đâu. 51kg là size S nha, 76kg là em size L nha, 150g không có sai. 159 167kg lấy em size M, 75kg lấy size L nhá. 127 chút nữa, 127 chút nữa. 127 chút nữa để tư vấn sai cái hết luôn này. 62kg lấy size M, 66kg lấy size L, 66kg lấy size L luôn. 62kg lấy size M. 63kg lấy size M, 50kg lấy size S nhá. 65kg lấy em size L nhá, 50kg lấy size S này. 1m6 65kg lấy em size L đi. 1m63 69kg lấy size L luôn. 1m68 1m68 68kg lấy em size L, 40kg XS, 52kg lấy size S nha, 1m75 70kg lấy size L, 1m7 70kg lấy size L, 57kg lấy size M, 75 với là 75kg lấy em size L, 85kg lấy em size XL, 1m63 45kg lấy em size S, 54kg lấy em size S luôn, 85kg lấy size XL hết nha, 1m7 63kg lấy em size M đi, 60kg lấy em size M luôn. Phí 30kg, phí 30k quá hời rồi. Nếu mà ở xa thì mất phí, còn ở gần hoặc là TikTok những người mua hàng nhiều quá rồi thì nó sẽ không được miễn phí ship nữa. 60kg lấy em size M nha, 54kg lấy em size S, 36kg lấy size XS nha, 48kg lấy em size S luôn, 70kg lấy size L, 95kg lấy size XL, 40kg lấy size S, 1m50 lấy size S luôn, 51kg lấy em size S, 43kg lấy em size S luôn nha. 1m6 60kg lấy em size M nha, 48kg lấy em size S nha, 39kg lấy XS nha. Rồi 55kg lấy em size M nha, size S. 55kg size S, 64kg lấy em size M, 30kg XS, 45kg XS. 1m56 48kg lấy em size M, 49kg lấy em size S nha, 67kg lấy em size L nha. 100kg không có sai anh ơi, 85kg có XL này, 1m50 1m70 70kg lấy size L nha. 57kg lấy size S, 52kg lấy size S. Qua mã, hello. Rồi, qua mã. 76kg lấy size L. Chắc là được có đâu là một vài chiếc nữa thì còn một vài chiếc nữa ở trong giỏ hàng thì là mọi người vào sau là có thể là đặt ở trong giỏ hàng nhé mọi người nhá. Rồi. Zo. Đang thử con polo này cho mọi người nhá. Lên con polo nhá. Rồi. Rồi. Đẹp. Linh Đồ bán hàng đi. Đẹp. Đây vừa mang áo polo xe màu nhá mọi người. Đấy. Cả nhà thấy chưa? Cái màu này là màu gì? Màu anh Linh Đồ. Màu nâu. Anh Linh Đồ ơi, anh